Xin chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình Những bánh xe quay nhanh của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn Thép Xây dựng Hòa Phát đã đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, vậy là thời gian đã trôi qua thật nhanh. Hôm nay đoàn đua sẽ tạm biệt thành phố Đà Lạt để đến với thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng, đường dài 110 km trong chặng đua thứ 17, chặng đua kế cuối của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm nay. Xuất phát từ Vinh, Nghệ An và tính đến thời điểm này thì các tay đua nói riêng và tất cả đoàn đua nói chung đã trải qua hành trình gần 1.900 km với rất nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng tất cả những thách thức ấy không thể đánh bại chúng tôi, bởi Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vẫn luôn được tiếp thêm động lực và sức mạnh từ những tình cảm nồng hậu chân thành của khán giả và người dân ở mỗi tỉnh thành đi qua. Tất cả là những hậu phương vững chắc để chúng tôi tiếp tục tiến về phía trước. Năm nào chúng tôi cũng đón với một lòng thật là nhiệt huyết vì chúng tôi cũng là dân xe đạp. Năm nay lại là kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch, lại đón một cái giải non sông cùng một giải, cho nên là rất chi là hạnh phúc. Cảm thấy là rất là vui mừng, phấn khởi. Khi là đoàn đua đã tới là để tham quan thành phố Đồng Hới của tỉnh Quảng Bình. Em chúc cho là các vận động viên là có thật nhiều sức khỏe để là thực hiện một cuộc đua là thật là thoải mái và thành công ạ. Tình cảm của tôi có thể nói dành rất là lớn cho các trận tổ chức giải đua của Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một cái bộ môn chơi thể thao, tuy là quần chúng nhưng mà nó rất là đỉnh cao của nghệ thuật trong chơi thể thao, và rất là mong muốn là trong những năm tới thì ban tổ chức của chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức cho các cái giải đua cho anh em, và đặc biệt cho các thế hệ trẻ ở trong cái giai đoạn xây dựng Tổ quốc hiện nay. Đang bình định các cái sự kiện gì lớn, đặc biệt là cái đua xe đạp Cúp Truyền hình truyền thống của hàng năm đó, năm có một lần. Nếu mà đến được với Bình Định, thành phố Quy Nhơn thì cũng là niềm tự hào của người dân Quy Nhơn. Cúp Truyền hình Việt Thành phố Hồ Chí Minh đến nay cũng là một cái cơ hội để quảng bá cái hình ảnh quê hương đất nước, và cũng như nói chung và cũng như là cái vẻ đẹp của thành phố Quy Nhơn này nó riêng. Đi xem cùng hai vợ chồng đi xem á, năm nay có hai bé nhỏ đi nữa. Nha Trang yêu đoàn đua Cúp Truyền hình rất nhiều. Hy vọng mọi người tới đây sẽ được thoải mái vui vẻ ở Nha Trang. Tôi cũng chào đón tất cả các vận động viên. Tôi xin chúc tất cả các vận động viên, mọi người đều khỏe mạnh, và cuộc đua này là mọi người ai cũng chiến thắng hết.
sự thì được sống trong cảm giác yêu thương của đông đảo khán giả cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh luôn là cảm giác tuyệt vời nhất, khó quên nhất của Tú Văn khi đồng hành cùng cuộc đua. Và niềm hạnh phúc ấy càng được nhân lên gấp bội khi chúng tôi được thấy sự đổi thay phát triển của những vùng đất mà đoàn đua có vinh dự được đặt chân đến. Và ngay lúc này đây, chúng tôi đang có mặt tại Bảo Lộc, một điểm hẹn ân tình của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 32 năm qua. Và mỗi lần quay trở lại thì Bảo Lộc lại khiến chúng tôi không khỏi bất ngờ vì sự vươn mình mạnh mẽ, phát triển trở thành một điểm đến du lịch mang đậm bản sắc riêng. Chưa bao giờ vắng mặt trên hành trình non sông liền một dải của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh suốt 3 thập kỷ qua. Thành phố Bảo Lộc vẫn luôn là điểm hẹn ân tình, gợi nhắc nhiều cảm xúc đặc biệt. Từ lúc là một thị xã mới thành lập năm 1994, đến thời điểm này đã trở thành một trong hai đô thị trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng. Bảo Lộc đang đổi thay và phát triển ở nhiều lĩnh vực, trong đó chiến lược tăng trưởng xanh được xem là hướng đi chủ đạo. Quan điểm của thành phố Bảo Lộc là trong cái nhiệm kỳ qua đó là tập trung phát triển thu hút đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ. Chúng tôi cũng đặt vấn đề là tập trung xây dựng các cái dự án lớn, chẳng hạn như xây dựng khôi phục lại cái sân bay Lục Phát, rồi hồ Năm Phương 1, Năm Phương 2, núi Sa Bung, núi Đại Bình, gắn kết lại các cái vùng giữa từ đây về Phan Thiết, từ đây Đà Lạt, từ đây Vũng Tàu rất là thuận lợi. Chính vì vậy mà chúng tôi đang tập trung có nhiều cái chương trình để thu hút đầu tư. Phát triển đô thị xanh của thành phố phát triển rất năng động, và chúng tôi cũng đã có những nghị quyết và nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố sắp tới là phát triển theo hướng đô thị xanh, thu hút tất cả những ngành nghề phát triển chủ yếu là môi trường xanh, đảm bảo cuộc sống rất là tốt, khí hậu hiền hòa, có thể là nhất nước. Chúng tôi dám khẳng định thành phố Bảo Lộc là có một khí hậu rất tốt như vậy. Sở hữu đặc sản là điều kiện khí hậu trong lành, mát mẻ, cùng cảnh quan tự nhiên hùng vĩ. Bảo Lộc tràn đầy tiềm năng để vươn mình mạnh mẽ trong lĩnh vực du lịch. Ngoài việc là thủ phủ của trà và tơ lụa, Bảo Lộc giờ đây còn được biết đến như một điểm đến du lịch trẻ trung, tươi mới và nỗ lực không ngừng để nắm bắt xu thế. Các đồi chè xanh ngút mắt trùng trùng điệp điệp giữa phố núi giờ không còn đơn thuần là nơi sản xuất nông nghiệp, thay vào đó đã trở thành một điểm đến thú vị thu hút khách du lịch. Là khi mà em muốn tìm đến một cái chỗ mà em để đi du lịch á, thì em muốn tìm cái chỗ mà nó mát, nó thoải mái dễ chịu, thì có thể là Đà Lạt, nhưng mà Đà Lạt thì tụi em quá quen thuộc rồi, nên muốn tìm cái chỗ mới mà nó ít người hơn, nó dễ chịu hơn, thì tụi em muốn tìm đến Bảo Lộc. Thì Bảo Lộc thì cũng có những cái đồi chè, thì đồi chè Tâm Châu này nó sẽ ít người hơn, và nó cũng em thấy là nó đẹp hơn là bên Cầu Đất, vì nó có cả hồ cả sông suối, thì cái cảm giác ở đây là thoải mái hơn. Quý vị, đồi chè Tâm Châu là một trong những điểm đến được rất nhiều bạn trẻ gợi ý khi đặt chân đến thành phố Bảo Lộc. Mà đúng là khi đến đây rồi thì mới hiểu vì sao nơi này lại được yêu thích như vậy. Với khung cảnh ở đây thực sự rất tuyệt vời và góc nào cũng có thể cho ra những bức ảnh rất đẹp và ấn tượng. Thu hút du khách nhờ những món quà thiên nhiên trao tặng, nhưng để giữ chân họ, chắc chắn không thể bỏ qua yếu tố con người. Người dân Bảo Lộc nhiệt thành, hiếu khách, vẫn luôn dành tặng cho tất cả những ai ghé thăm nói chung và đặc biệt là cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh nói riêng những tình cảm ấm áp nhất. Với tụi em là một cuộc đời vận viên khi tụi em đến với thành phố Bảo Lộc thì được rất nhiều người dân đón tiếp và cổ vũ, tụi em rất là đông và nhiệt tình. Tụi em thì cũng rất là vui và hào hứng, tạo thêm động lực cho tụi em có niềm vui để thi đấu thêm. Năm nào cô già nhưng mà cô cũng háo hức lắm, năm nào cô cũng tới đón. Nay cô đi bán không kịp, sợ đi về nhà thay đồ không kịp nên đi đại ở đây coi luôn. Mình rất là tự hào khi là một trong những điểm đến của đền đua ghé qua, thì cũng như là cái món ăn tinh thần của người dân nơi đây hàng năm. Và mình cũng muốn quảng bá thành phố Bảo Lộc là một thành phố xinh đẹp để mọi người có thể tới và du lịch. Mỗi vùng đất đi qua, mỗi con người gặp gỡ trên hành trình non sông liền một dải của cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh để lại những dấu ấn không thể nào quên trong lòng mỗi thành viên đoàn đua. Và thành phố Bảo Lộc chắc chắn sẽ luôn là một trong những mảng màu sâu đậm và ấn tượng nhất. Thưa quý vị, không chỉ đẹp,
tươi mới mà còn đầy thân thương, thành phố Bảo Lộc luôn là một điểm hẹn ân tình với đoàn đua cúp truyền hình thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 32 năm qua. Và ngày mai thì đoàn đua sẽ tạm biệt thành phố Bảo Lộc để bước vào chặng đua cuối cùng hướng về Dinh Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây chắc chắn là một chặng đua sẽ mang đến rất nhiều cảm xúc cho tất cả thành viên trong đoàn cũng như là các tay đua. Và trước khi khép lại chương trình thì xin mời quý vị khán giả hãy cùng nhìn lại những điểm nhấn chuyên môn đáng chú ý của chặng đua hôm nay. Cảm ơn Thép Xây Dựng Hòa Phát đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.